Đây là vũ khí tầm nhiệt. Bên này nặng hơn. Bên này nghe nghe mùi nóng hơn. Chuyện đang rối loạn. Bên này nóng hơn, này di chuyển qua hướng đó. Hồi đó là có ông nào cách làm 3 khúc á, một khúc là quăng lên rừng là con vắt, khúc quăng xuống nước thành con đĩa, còn khúc quăng lên đất liền là con mũi. Nên ba con nào cũng hút máu người hết. Đâu vậy, đâu hiếm con cái vậy? Rồi con này nữa. Trời. Nguyên nãy đâu rồi, trong đó còn mấy cái mấy con. Kìa. Mấy con trong lưng vậy? Một cái bên đây cái gì đây?